Chào mừng các bác anh em quay trở lại với kênh YouTube của JK Audio. Hôm nay chúng em lại tiếp tục lên video với một góc thanh lý nhỏ. Ở trong video này, nhân vật chính của bên công ty chúng em muốn đưa lên để thanh lý cũng như là giới thiệu các bác anh em tiếp cận với cái mẫu loa Tannoy. Đối với đôi Tannoy V12 này, trước đây của chúng em đang có giá bán ra trên thị trường là 7,5 triệu. Nhưng vì đôi này của chúng em khi nhập về và cho cái quá trình vận chuyển nó bị rơi mất một bên logo. Các em có thể nhìn thấy đây, một bên nữa còn logo chữ Tannoy ở bên mất. Chính vì vậy em sẽ đưa nó vào danh mục thanh lý. Em sẽ đưa nó vào danh mục thanh lý của cái video này cũng như là cái chủ đề của đôi loa này trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay ngày 18 tháng 6 em sẽ thanh lý duy nhất một đôi như thế này cho các anh em với giá cực sốc luôn. 7,5 triệu đồng. Nay em thanh lý giảm xuống còn 6,5 triệu đồng, 6,5 triệu cho đôi loa Tannoy mất một bên logo các anh em ạ. Ok, hàng mới tinh nhá, giá thanh lý nhưng sẽ vẫn bảo hành các anh em 12 tháng. Để làm gì ạ? Chủ yếu là để bên chúng em có thể là có được những cái sản phẩm đưa ra thị trường mà các anh em sử dụng. Các anh em biết đến cái thương hiệu, cũng biết đến cái tên của cái kênh JK Audio qua những cái sản phẩm bên chúng em đưa ra. Một đôi Tannoy đang 7,5 triệu nay mất một bên logo. Em Duy đứng ra thanh lý cho các anh em với giá là 6,5 triệu đồng, rẻ hơn 1 triệu so với cái giá niêm yết của công ty. Ok, sau đây xin mời các anh em chúng ta cùng thẩm âm, kiểm âm cái đôi loa Tannoy này nó hoạt động. Bát 30 nha các anh em, em sẽ đến bỏ cái căng cho các anh em nhìn nó rõ hơn. Các em có thể thấy một con bát 30 và chung chép, dòng này là gỗ lạng tự nhiên nhá, gỗ vào thùng vách nó rất là dày. Những đôi Tannoy, những dòng Tannoy loa như thế này chúng em bán trước đây khá là nhiều, lên những cấu hình combo khá là nhiều. Hiện nay thì chúng em ít nhập cái dòng này về bởi vì hàng nó đang khan hiếm. Chính vì vậy cái logo nó bị mất nên em không tìm được logo để thay thế. Em sẽ thanh lý các anh em với giá rẻ dành cho các anh em. Liên hệ trực tiếp cho anh em nếu các anh em thật sự yêu quý cái dòng Tannoy này với cái chất của cái dòng V12 bát 30 này thì liên hệ ngay cho em theo số hotline 0963889192 và 0965503357. Ok, sau đây xin mời các anh em lại tiếp tục chúng ta kiểm âm trên cái đôi này nhé. Những đôi như này hát karaoke cực kỳ hay nhá, nhưng hôm nay em sẽ không hát, em sẽ dành toàn bộ thời gian của video cho anh em chúng ta nghe những cái nền nhạc thư giãn cà phê như này.